Rồi. À, sau khi đã có được cái biểu tượng về chữ nhầy thì như như các bạn đã biết là chúng ta có những cái bút theo dạng đó là có sẵn. Có sẵn nghĩa là sao? Đây ạ, à, đây là bút hình tròn. Nhưng ngoài ra bút hình tròn của chúng ta thì chúng ta lại có những cái thể loại đó là bút nước. Các bạn có thể kéo xuống bút nước, bút khói rồi bút cái biểu tượng của các bạn. Đây ạ. À. Rồi, chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng về một cái bút màu nước. Đây, đây có bút màu nước rồi. Các bạn có thể được quyền chọn cho tôi một cái bút như thế này chẳng hạn. Đây ạ. Do cái chữ của chúng ta nó không có cái gì cả, nhưng khi nhớ một điều rằng tại sao phải dùng bút màu nước mà không phải dùng bút màu khác thì đây, các bạn nhìn nha, tôi kéo chuột lên cho các bạn xem này. Đây ạ. Do nó là đối tượng layer chữ nên là không xuất hiện, nó có biểu tượng là cấm này, các bạn nhìn chưa? Nhưng tôi tạo ra mặt nạ cho cái chữ tôi thì có phải đây là mặt nạ màu trắng không các bạn? Cả lớp mình nhìn thấy mặt nạ màu trắng chưa? Dạ Bây giờ chúng ta dùng một cái bút này là bút màu nước thì tôi dùng một cái màu đó là gì? Màu đen. Màu đen mà nó là màu nước thì nó sẽ có những đoạn rõ đoạn mờ đúng không? Vậy thì khi tôi dùng cái bút màu đen này tôi tích thẳng vào cái chữ này thì có phải chữ của chúng ta không phải mất hết không ạ? Nó là màu đen nhưng không mất hết bởi vì nó tạo ra cái đầu bút của chúng ta không phải để đen hết. Bởi vì nó là màu nước mà. Các bạn nhìn nha, tôi tích vào đây cho các bạn. Các bạn nhìn chưa? Cái chữ của chúng ta có thể như này. Chúng ta có thể chọn vào đây như này. Thấy chưa? Chúng ta có thể chọn vào đây như thế này. Đó, các bạn có thấy nhìn thấy cái chữ của tôi chưa? Đó. cái này là tạo hiệu ứng như là kiểu bị nước nhỏ vào đúng thầy. Đúng rồi, như là nhỏ cà phê vào cho các bạn cũng là một cái cách, như là tích vào đây này, như này này em. À, tích vào đây như này Dạ này. vâng, dạ. Nhìn chưa? Ok. Và tất nhiên là Dạ. trong quy trình thì khi tôi tích vào đây, sau đây tôi thu nhỏ đầu bút phím man, tôi kéo vào đây và tôi sẽ cho vào như này cho này được không ạ? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và bảo là thế nhưng mà em muốn cái màu của nó phải là màu cà phê thì rất đơn giản thôi tê, bởi vì cái này là chữ mà. Cái này vẫn là chữ mà. Nên chỉ khi mà chúng ta chọn T xong thì bạn chỉ cần chọn cho tôi cái màu đó là màu cà phê là chúng ta có thể ra được. Nhìn không ạ? Chúng ta chọn chọn vào nâu cà phê này. Nhìn chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chứ nhỉ? Đã hiểu rồi thầy. Rồi, tiếp theo. Bảo thế nhưng mà em lại thích theo một cái phong cách chữ của chúng ta. Tại vì nó là chữ. Mà chúng ta là bút. Thì chúng ta có thể có cách nào để làm được cho nó không? Thì ok, lập ra một layer mới. À đây, tạo ra một cái mặt nạ. Nên mặt nạ quan trọng. Chính vậy tôi dùng cái bút B, lúc này tôi không dùng một cái bút gì nó kinh khủng lắm. Các bạn sẽ kéo lên, bạn có hai sự lựa chọn. À, chúng ta lăn chuột xuống, chúng ta lăn chuột, tôi kéo thẳng trực tiếp lên trên thì cho nó dễ nào. Rồi. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy những cái bút của chúng ta nó có những cái bút chấm chấm là bút gì? Đây, bút chấm chấm là cái này như này đấy. Thế ạ. Mọi người có nhìn thấy bút chấm chấm này không ạ? Alo? Alo. Có thể Ok. ạ. Vậy thì trong Đó. trường hợp bút chấm chấm này tôi có thể được quyền như này không ạ? Ok. À, tôi có thể tạo ra những cái xước xước này được không ạ? Được chưa? Đấy, để cho cái nét chữ của chúng ta nó ngẫu hứng một tí được không ạ? Ok, mọi người nhìn thấy cái nét chữ của tôi chưa? Alo, alo, alo. Thầy ơi, Rồi. cái này ý, tạo mà cho khói kiểu hiệu ứng khói cũng được đúng không Đúng, thầy? chính xác. Bởi vì bút của chúng ta được Dạ. quyền dùng mặt nạ trắng. Thì dùng với bút đen để nó mất hình. Nhưng mà nếu mình đảo ngược ra thì có phải nó sẽ là ra... Mình tích bút khói thì nó phải ra khói không? Dạ vâng. Tí là làm cho em xem. Nhưng tạm thời tôi làm này cho các bạn về hiệu ứng đã. Lúc này chúng ta chọn một cái bút cực kỳ thường, đó là bút về hình như thế này được không ạ? Bút cứng nhá, nhìn chưa? Với bút cứng này tôi cho nhỏ cái đầu bút nó xuống, size nó bé thôi, nó tầm này, nhỏ tí nữa đi, giữ phím man kéo này tầm này được chưa? Nếu tôi kéo qua như này thì có phải bút nó mất không ạ các bạn? Alo, mọi người nhìn thấy mất chưa? Dạ rồi thầy. Ok, như này nhá. Vậy thì nếu mà tôi tăng cái giá trị này lên không phải là số 2 nữa mà là số 5 chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy nó gấp đôi so với cái hình thức vừa rồi. Lúc này chúng ta kéo đây thì có phải nó to hơn không ạ? À?
Nhìn chưa? Thầy ơi, cái này đẹp ạ. Cái Ừ này thì đẹp đẹp quá nhưng thầy. mà tí nữa chúng ta còn làm đẹp nữa, bởi vì chúng ta làm theo nghệ nghệ thuật mà. Chúng ta sẽ chọn là 3 hoặc 4 gì đó, bạn ấn enter cho tôi, bạn kéo vào đây cho tôi, nhìn thấy chưa? Và chúng ta lăn chuột qua đây, chúng ta lăn chuột qua đây, ok, kéo vào đây, được chưa? Rồi sau khi đã chọn xong thì chúng ta được quyền sao chúng ta vẽ, có thể là nhiều người vẽ hàng lá giấy đắp vai để minh họa cho truyện tranh, hoặc thậm chí là làm cho một thương hiệu về quần jean. Đấy, ví dụ như này, em thấy không? Alo. Rồi, vẽ đường dây thứ hai, được chưa? Chiến tranh và hòa bình. Sự tĩnh lặng. Đấy, ví dụ như này, nghe. Chúng ta sáng tạo mà. Đó, mọi người nhìn cái chữ của tôi chưa? Cái này Alo. hay thiệt. Rồi, tiếp theo, từ cái này hàng lề dưới ai, chúng ta được quyền vẽ cho nó những cái biểu tượng như sau. Có thể vẽ như thế này được không ạ? Ok, chúng ta vẽ thành những cái biểu tượng giống như giấy như này được không ạ các bạn? Ok. Mọi người nhìn cái này tôi vẽ chưa? Dạ thế ơi, thế ơi. Đó, đây nha. Đấy nha, đây là một hiệu ứng chữ. Và cái chữ này có thể in trên quần áo được không? Alo. Cái này có thể in trên quần áo được không ạ? Được À, được. Ok, Ctrl Z này. Vậy thì bây giờ để muốn quay trở lại ban đầu thì bạn chỉ cần tích vào mặt nạ và hãy chọn cho tôi một cái màu tên gọi là trắng, đổ màu và bằng an đen thì lại hết, thì bình thường thì chữ bình thường đúng không? Các bạn đồng ý tôi điều này không ạ? Alo. Alo. rồi. Rồi tiếp theo các bạn cũng chọn một cái bút như này, bút hình tròn, nhưng bút này là bút mềm, tôi lại phóng to lên. Tôi chơi một cái tròn như sau, các bạn nhìn nha, tôi sẽ tích vào đây một cái. Đây, X, các bạn sẽ chọn màu đen cho tôi tích vào đấy. Thì các bạn có thấy là chỗ này nó sẽ mất nhòe theo hình bút màu của tôi không ạ? Ok, tôi tích vào đây được không ạ? Mọi người có nhìn thấy tôi tích vào đây chưa nhờ? Ok, Đã thấy thầy ơi. tôi tích vào đây được Rồi. chưa? Rồi, tôi tích vào đây được chưa? Đấy, các bạn có thấy là chữ của tôi nó sẽ có những chỗ nó sẽ sáng rồi chỗ tối không ạ? Đồng ý không ạ? Alo? Vâng. Vậy thì các bạn có biết rằng là vừa rồi tôi vừa làm cái chiêu thức là chấm 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 đấy. Vậy thì tôi có thể áp dụng cho nó bằng filter. Tôi áp dụng cho nó bằng pixel lết và tôi chọn vào color phone. Thì những cái bạn nào học về thư viện chuyên gia về làm về áo sống, làm về chữ thì hãy dùng chiêu này để sau này thiết kế áo. Bởi vì sau này bạn có hình rồi, bạn chỉ việc làm chữ thôi. Nhưng chữ của các bạn sẽ có nhiều trường hợp như sau. 8, 8, 8, 8. Số 8 là cái kích thước của cái chấm hạm. Bạn cho nhỏ nhất là số 4. Còn đáng càng cao thì hạt càng to, thì bạn tôi ấn ok cho bạn xem nha. Thì lúc này đó các bạn nhìn thấy chữ tôi chưa? Alo. Ok, Em thấy rồi kìa. các bạn có thấy không, chữ này cũng được, nhìn Thế ơi, không? thế ơi, cái chấm này ấy, cho to nhỏ khác nhau đúng không thầy, hay To là chỉ nhỏ, được một khác chỗ thôi? nhau thì sau này em dùng bút em vẩy vào nhá. Cái okay. À dạ. Filter, chúng ta chọn vào pixel và tôi thấy ví dụ cho các bạn thương hiệu là tôi chọn số 4 cho các bạn xem. Thì lúc này cái chấm hạp nó sẽ dịu dàng hơn rất là nhiều. Nhìn dịu dàng hơn chưa? À vâng ạ, dạ. Ok. Vậy đã là chữ của chúng ta đã có rồi thì các bạn chỉ cần chuột phải chọn là Blending Option. Các bạn học trước về Gradient Overlay rồi thì cái này các bạn nhìn này, Gradient Overlay. Nhìn thấy chưa? Nó vẫn là bình thường. Nó vẫn có thể chọn được nhiều loại màu khác nhau. Ví dụ bên này tôi chọn là một màu đỏ. Và bên này tôi sẽ chọn là một màu xanh. Đây là hai màu đối nghịch trên một phiên bản. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Đấy, đấy là những cái cách thiết kế của chữ của chúng ta có thể là như thế này. Ok, hiểu cái này chưa? Thế nhá, thương hiệu thì chúng ta sẽ Được rồi. làm rất nhiều kiểu về chữ, nhưng mà chữ nó ngoài tiếp theo các bạn sẽ chọn cho tôi nền tảng tiếp theo, lại quay trở về mặt nạ và chúng ta dùng lệnh phí man và đen lên tè, các bạn lại quay trở về bình thường, tôi ấn vào Ctrl Z lại nhá. Đây ạ, à, đổ màu như bình thường. Và lúc này vừa rồi thì em có nói là cái bút khói của chúng ta như nào thì hãy tìm những người bút khói, tôi vẫn dùng mặt nạ, tôi dùng bút B và tôi kéo xuống tên là khói. Bút G này tôi cho rồi đấy nhá, tôi gửi rồi đấy nhá. Nên là bạn nào mà để ý thì phải chọn cho tôi cái này. Hãy chọn chúng ta đến bút khói. Kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Nó bé quá, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn được bút mây có rồi. Bút nước có rồi. Hình như là mình có bút khói, nhưng mà phải lăn chuột. Rồi, kéo xuống thôi.
Bút nước nhiều quá. Ôi trời ơi, bút nước nhiều quá nên là nhiều lúc cũng nặng đấy. Lần trước thì có bút khói riêng nhưng mà bây giờ thì cứ cho nó vào một chỗ để lấy cho nó dễ thôi các bạn. Chúng ta sẽ chọn đây là một cái bút tên là khói. Không biết có phải không? Không phải cái này. Ok, kéo xuống tí nữa. Biết nó nằm đâu. Đâu lắm mà không dùng cái bút khói này. Rồi, kéo xuống. Đây ạ. Chọn vào 200, chọn vào 100. Thế nhưng có nghĩa là khi mà sau này các bạn sẽ chọn được những cái bút của chúng ta rồi thì chúng ta có thể tùy ý biến cái chữ chúng ta thành dạng gì, dạng cỏ, dạng gì cũng có luôn. Đây ạ. Đây là những cái biểu tượng dạng khói cho các bạn đây. Đây, đây là khói nhá. Các bạn nhìn thấy nhá, thu nhỏ này. Không tin thì tôi sẽ bật ra một layer mới trên cùng và tôi sẽ thu nhỏ lại cho các bạn, tạo ra khói cho thiết kế của chúng ta nó quá dễ. Thu nhỏ đầu bút khói lại. Sau đó chỉ việc làm sao chọn này, ấn vào đây phát tự khắc là khói luôn. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này Dạ rồi thầy ạ. chưa nhỉ? nhỉ? Rồi. Ăn cỏ khói luôn, được chưa? Rồi, tiếp theo các bạn sổ xuống ở đây trong cái khói của chúng ta nó có nhiều loại, các bạn có thể chọn này nữa này, đây là khói đơn giản hơn. Nhìn khói đơn giản không ạ? Rồi, tiếp theo tôi sổ xuống tôi sẽ chọn một cái bút nữa cho các bạn, đây là cái bút này đi ạ. Rồi, tôi tích vào đây. Được chưa? Rồi sau khi làm xong bây giờ này làm thế nào để cho cái chữ này viết thành dạng khói? Thì bạn nhớ cho tôi là cái chữ này đang là mặt nạ màu gì? Màu trắng. Mà chúng ta dùng mấy bút đen thì chúng ta tích vào thì có phải là cái chữ chúng ta như này không? Nó biến mất theo dạng khói không? Alo? Dạ vâng ạ. Nhưng trong trường hợp này tôi đảo ngược cái mặt nạ này đi được không ạ? Tôi thu nhỏ lại nhá. Các bạn nhìn này. Đây tôi thu nhỏ lại cho các bạn và cái đầu bút này xoay ngang được không? Đúng chưa? Vậy thì có phải xoay như này không các bạn? Đấy, hôm nay các bạn sẽ học về đoạn đầu của bút. Chúng ta không phải kỹ. Ok, tôi sẽ cầm từ xoay tiếp theo một tí này. Đó, thấy được nhảy chưa? Đúng khói nhảy chưa? Bảo thấy nhưng mà đây là mặt nạ màu trắng. Em phải chọn là mặt nạ màu đen để em dùng bút trắng em tích ra thì nó mới ra được được không ạ? Các bạn đồng ý tôi quan điểm đấy không ạ? Alo. Chưa có hả? Rồi. Vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, nếu mà bây giờ tôi chơi một cái trò như sau. Tôi ấn vào cái mặt nạ này màu đen, Cantoni. Các bạn có nhìn thấy chữ đâu không ạ? Alo? Bây giờ phải đổi sang màu trắng, đổi cái hình màu màu cái sang trắng đúng không thầy? À không, đây nha. Vậy thì người ta mới làm cái tiêu chí như thế này. Người ta phải làm một cái tiêu chí như này để cho các bạn biết tại sao mà chúng ta lại dùng mặt nạ. Và chúng ta phải làm chủ được nó nhá. Đây ạ. Đây tôi cho các bạn xem luôn. Ở trong trường hợp này thì tôi vẫn ấn cần cho Z lại và tôi dùng cái bút đó là bút màu đen. Và bút màu đen của tôi thì tôi sẽ tích hai lần để cho đậm hơn về khói được không ạ? Các bạn đồng ý tôi điều đấy không ạ? Nhìn nhá, một này, hai này, ba này. Thì các bạn có nhìn thấy khói của tôi chưa? Dạ vâng ạ. Nó đủ độ đậm á. Vậy lúc này chúng ta mới được quyền là chọn các mặt nạ đảo ngược thì có phải nhanh ra không các bạn? Nào. Thì có phải chúng ta vừa vừa nhìn được chữ mà chúng ta còn biết nó nằm ở đâu không? Đúng chưa? Nếu đảo ngược các bạn sẽ nhìn thấy một tiêu chí như sau, những cái chỗ vùng màu đen sẽ là màu màu trắng và những cái vùng màu trắng sẽ là màu đen mất hình. Nó là đảo ngược vùng chọn mà. Đảo ngược đối tượng mà. Các bạn nhìn này Cantoni. Các bạn nhìn thấy chữ tôi chưa? Alo? Được Dạ rồi ạ. vâng. Vậy thì sau khi đã có là cái chữ khói như này thì các bạn chỉ cần làm muốn thao tác cho tôi là giữ phím Ctrl và tích thẳng vào ảnh thu nhỏ của đối tượng chữ thì có phải như này không? Alo?
Dạ đúng Dạ rồi. vâng đúng rồi ạ. Đập ra một layer mới và dùng công cụ M, còn nhớ M chứ. Chuột phải vào vùng chọn và chọn cho tôi một cái biểu tượng đó là stroke pa, stroke này. Sau khi chọn stroke xong À thì là tôi bám hãy cho chọn cho nó cái một cái màu tên là đỏ, tôi ấn ok 3 pixel được chưa? Nếu chưa nghĩ làm làm cái lại. việc. Đúng rồi nào mấy viền. Để nó ra được cái như thế này. Đây cũng là một kiểu này em. Em hiểu kiểu này chưa? Đã hiểu rồi thầy. Rồi, Ctrl Z lại. Cái chữ thì nó còn rất nhiều kiểu. Rồi, cái chữ của chúng ta còn có những cái kiểu gì nữa? Nếu nó không phải là chữ, chúng ta làm được quá nhiều thứ luôn. Ví dụ, chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chọn cái layer chữ đó và ép nó lại thành một bằng Ctrl E. Sau khi Ctrl E xong thì bạn hãy dùng cái công cụ M, bạn quét qua cái vùng chọn như thế này. M, chuột phải Transform Selection thì gọi là điều chỉnh kích thước của vùng chọn, hay được quyền là xoay vùng chọn. Bạn được quyền xoay góc độ theo chiều chéo theo cái ý đồ của các bạn mong muốn, được không ạ? Các bạn nhìn này chưa? À, với cái tiêu chí này bạn ấn Enter cho tôi thì lúc này tôi đã có vùng chọn rồi, thì tôi chỉ việc ấn vào Ctrl X. Ctrl X là gì? Là cắt cái chữ đi và dùng Ctrl Shift V là paste cái vị trí chữ vào đúng cái vị trí đó. Hai cái chữ được chưa? Và lúc này cái phần chữ dưới này của tôi thì tôi dùng một cái thao tác như sau. Tôi chơi một cái hiệu ứng cho nó bằng cách tôi khóa nền lại. Và tôi đổ màu, đó là màu Andenete, là đổ màu đỏ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ của tôi như như này. Lúc này cái chữ phía trên của các bạn, người ta dùng một cái hiệu ứng giống như hôm trước chúng ta vừa làm. Đó là gì? Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng như sau. À, một cái hình chọn, vùng chọn bằng hình tròn, hình elip các bạn vẽ ra và nhớ là hãy làm về vùng chọn cho nó bằng Shift F6. Để đặt cho nó khoảng 15 đến 20 gì đấy. 15 vẫn lớn quá, Ctrl Z lại Shift F6 lần thứ hai, bạn hãy chọn cho tôi là 5 hoặc 10. Rồi, sau khi làm xong bạn hãy chọn cho tôi tiêu chí nó là màu đen. Nhớ nha, nó là màu đen hoặc là màu ghi tùy các bạn đó. Tôi đổ màu bằng an đen lên te thôi. Đúng rồi, các bạn nhìn đi chưa? Đây. Lập ra một layer mới và đổ màu nhá. Rồi, đổ màu đây ạ. Đây thì nhìn thấy độ nhòe chưa? Cho lên trên cho mọi người nhìn thấy chưa? Lúc này sau khi đã có cái nhòe nhòe rồi, bạn chỉ cần dùng công cụ M giúp tôi quét qua một nửa phần phía dưới của đối tượng và chúng ta xóa đi bằng đen lên te. Thì lúc này cái hình của chúng ta nó giống như này này. Mọi người nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ vâng ạ. À, lúc này các bạn chỉ cần chọn vào đây cho tôi và lúc này thực hiện thao tác là Ctrl T và xoay nó đi. À, lúc này chúng ta sẽ đặt vào đây thì lúc này cái đối tượng chữ của chúng ta được như thế này. Mọi người nhìn thấy chưa? Và chúng ta tạo ra một phong cách chữ có thể là như thế này được. Ok. Hiểu cái này chưa đã? Alo Đã hiểu alo. rồi thầy ơi. Rồi, hiểu rồi Đã thì bây hiểu giờ rồi. này chúng ta lại tiếp tục Ctrl Z lại. Bước thứ ba là dùng hiệu ứng chữ của chúng ta dùng với biểu tượng ảnh đã có sẵn. Có nghĩa là sau này nó là bút nhưng mà bây giờ chúng ta làm có sẵn đã chữ đây rồi. Ok, Ctrl N. Hôm trước tôi đã chia sẻ cho các bạn một cái lệnh rất là quan trọng trong phần OE. Chúng ta nâng cao cái phần này. Các bạn làm chữ bắt đầu hữu hiệu ứng phải tung 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 tẩy lên, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi đến một cái background. Sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi đến một cái được gọi là vàng bạc trang sức. Chúng ta chọn vào đen trắng. Trong phần đen trắng thì các bạn biết rồi là chúng ta có những cái biểu tượng hình, là cái chiếc lá, là bông hoa, là cái biểu tượng gì đó. Ví dụ bạn có thích cái này không? Nhìn thấy cái này chưa? Alo. Dạ có. Rồi, Ctrl E nhá. Ctrl C nhá. Rồi sang bên này thì bạn ấn vào biểu tượng như sau, bạn tắt cái này đi cho tôi. Chúng ta sẽ chọn sang chữ cà phê, chúng ta Ctrl V và lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái hình của chúng ta đã được rồi. Chúng ta thử dùng hiệu ứng xem thế nào. Multi. Anh nhìn thấy chưa? Multi color burn overlay. Mọi người nhìn thấy cái chất chưa? Alo. À, các bạn có thấy không ạ? Cái này thầy ơi, cái hiệu ứng này cho vào chữ được đúng không À, thầy? đúng rồi, đang định cho vào chữ cho em nhưng mà tiện thể nó đang làm cho background xem nó có ra cái À. hay không. Nếu nó hay đó là một sự khám phá, là sự sáng tạo của em và của mọi người, bởi vì mỗi một chất liệu đều là một sự sáng tạo. Em hiểu cái này chưa?
cái hiệu ứng này trông hiện đại quá thầy. Ừ, hiện đại làm cho giày dép được mà, thu nhỏ lại được chưa, thu nhỏ lại nha, thu nhỏ lại thì tôi khuyên các bạn này, nhìn này, xoay cái góc độ này ra được chưa, chọn vào đây, ok. Và lúc này để muốn biết rằng là cái chữ của chúng ta ra sao thì cố gắng ấn số 5 giúp tôi. Những cái đường nét trắng này sẽ đi qua đây như thế này được không em? Đi được thầy. À, trông trông có được không đã nhá. Bởi vì cái miếng cắt của miếng màu trắng nó sẽ làm cho cái chữ E của chúng ta sẽ là bị thủng hình chỗ đấy đấy. Em hiểu cái này chưa? Ok, hay là như thế này. Đấy, có nghĩa là mọi người sẽ phải tư duy sang là nó cắt hình như thế nào cho nó đẹp. Hiểu cái này không ạ? Ok, cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa? Tôi đây ạ. Ok, enter. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ tôi hỏi các bạn chưa một chiêu thức rất là quan trọng. À, các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phương án là các bạn có nhìn cái mặt nạ chỗ này không ạ? Alo. Rồi, vậy phương án mặt nạ mà tự nhiên lại có cái miếng màu đen này lên trên thì nó sẽ có một cái hình thức là chụp màn hình. Chụp màn hình là chụp cái ảnh toàn bộ này cho chui vào trong mặt nạ. Thì bằng cách nào? Thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng image và chọn vào apply. Còn nhớ cái biểu tượng này hôm trước không? Nhớ thầy ơi. Ok, vậy bây giờ tôi chụp nhá, được không ạ? À? Chụp cho mọi người xem một cái, chụp nào, ấn chụp thôi. Và sau khi chụp xong thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó là giấy dạng multi. Và tôi ấn ok cho mọi người xem nhá, ấn ok nhá, ấn ok này. Lúc này sau khi ấn ok xong thì bạn chỉ việc tắt cái layer 6 là chính là cái layer phía trên này đi, thì cái ảnh text của chữ chúng ta ở dưới nó như này. Mọi người nhìn thấy chữ tôi như này chưa? Alo. Alo, alo. Đấy nè. Lúc này chúng ta sẽ chơi một trò là chọn cái biểu tượng, cái ảnh đã đưa vào, chúng ta ấn vào Ctrl Y ngắn. Thì lúc này cái chữ của chúng ta sẽ thủng như này này, các bạn nhìn thấy không ạ? Alo. À là đảo, cái này đảo màu thôi đúng không ạ? Ở đấy, đảo màu đấy em. À, Và dạ lúc tôi hiểu này rồi ạ. chữ tôi lại không thích màu trắng nữa, tôi sẽ chọn ra ra chữ và tôi lại chọn vào phím T bởi vì nó vẫn là chữ mà, nhìn thấy chưa, nó có thể nhược nhài không em? Alo.